Cuộc chạm trán giữa Manchester United với Lens diễn ra vào lúc 18 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 5 tháng 8 trong khuôn khổ giao hữu các câu lạc bộ 2023. Đêm nay, huấn luyện viên Ten Hag cũng sẽ có những điều chỉnh về đội hình và nhiều khả năng MU chỉ tung ra đội hình B. Nhấn mạnh, sau đây đúng một ngày, MU sẽ có trận đấu giao hữu với Bilbao và họ buộc phải giữ sức. Sau chuyến du đấu hè thất bại trên đất Mỹ, MU trở lại với châu Âu bằng trận giao hữu trước Lens trên sân nhà Old Trafford. Dù được thi đấu trên sân nhà và sở hữu chiều sau đội hình vượt trội, song với mọi điều không quá kỳ vọng MU sẽ giành thắng lợi. Khi đối diện Lens không phải đối thủ dễ bắt nạt trong mùa hè 2023. Bằng chứng, đội bóng của Pháp có được 2 trận thắng và hòa 4 lần sau 6 trận giao hữu đã đá. Tổng kết, MU hẳn rất muốn giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, sự lì lợm của Lens hứa hẹn sẽ khiến quỷ đỏ không dễ hoàn thành mục tiêu đó. Dự đoán kết quả sẽ là 1-1.